Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Và ngày hôm nay thì Việt lại tiếp tục giới thiệu những chiếc TV cũ giá rẻ mà đang sẵn có bên cửa hàng Việt đến với tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về những chiếc TV 43 inch mà chỉ có mức giá từ 3 triệu 600 đến 4 triệu 600. Thì những chiếc TV này đều có độ phân giải màn hình là 4K và có đầy đủ những ứng dụng để chúng ta có thể xem YouTube, xem kênh truyền hình ở trên những chiếc TV này. Thì chiếc TV đầu tiên Việt sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong video ngày hôm nay là một chiếc TV 43 inch của hãng LG. Chiếc này thì có model là 43UG632T. Rồi, thì chiếc này sẽ có một cái thiết kế khung viền chân đệ và nắp lưng sau thì là hoàn toàn bằng nhựa. Thì trên chiếc TV này thì chưa có kết nối giọng nói, nhưng mà chiếc TV này thì sẽ có độ phân giải màn hình là 4K và trên này thì nó sẽ có những cái ứng dụng như là YouTube, TV360 và MyTV và FPT Play. Nói chung là nó có rất nhiều, rất đầy đủ ứng dụng để chúng ta có thể trải nghiệm trên này. Đây, giờ Việt sẽ quay một chút về cái khung viền cũng như là chân đế. Chiếc này thì nó sẽ có khung viền là bằng nhựa và nó sẽ có các cảnh nhô lên một chút. Đấy. Và ở đây là cái điểm nhấn về ngoại hình của chiếc TV này. Còn ở đây là cái chân đế chữ V hai bên của chiếc TV 43 UG này. Còn ở đây là cái mặt lưng sau. Mặt lưng sau của chiếc này thì còn khá là mới. Và bên phải là những cái cổng HDMI và USB và một số cổng để chúng ta có thể truyền tải âm thanh qua những thiết bị âm thanh không dây hoặc là cọc dây. Đấy, thì chiếc này thì nó sẽ có độ phân giải màn hình là 4K. Giờ thì Việt sẽ vào cái phần YouTube để có thể cùng mọi người trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh và âm thanh trên chiếc TV này. Đây. Mình sẽ vào một cái video này đi. Đấy. Thì nếu như mà anh chị nào mà ở xa muốn mua những chiếc TV ở bên bên cửa hàng Việt thì vẫn có thể được. Việt có ship TV đi toàn quốc. Nếu như mà anh chị nào mà cần những chiếc TV cũ giá rẻ ở bên cửa hàng Việt thì có thể liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình. Rồi đây là cái video để mọi người có thể tham khảo về hình ảnh và âm thanh trên chiếc TV này. Chiếc này thì có độ phân giải màn hình là 4K rồi, cho nên là cái hình ảnh và màu sắc của chiếc này cũng khá là tương đối. Và nếu như anh chị nào mà cần một chiếc TV vừa vừa tiền để về có thể xem phòng ngủ hay là phòng ăn, hay là mua một chiếc TV vừa tiền vừa túi tiền về để cho con của mình, các bạn nhỏ có thể xem giải trí mùa hè cũng rất là hợp lý. Đấy. Thì ngoài ra thì chiếc này nó sẽ còn có TV360 là cái ứng dụng để chúng ta xem những kênh truyền hình, những cái tin tức thời sự ở trên chiếc TV này cũng khá là đầy đủ, rất là hay. Thì, nếu như mà anh chị nào mà có wifi này thì chúng ta nên mua chiếc này về để sử dụng. Ở đây thì nó cũng có. Ở đây Việt sẽ vào một cái kênh VTV1 để mọi người có thể xem nhé. Đây, mọi người xem thì cái ứng dụng này thì mọi người về chỉ cần đăng nhập số tài khoản như số điện thoại vào thì có thể xem miễn phí rồi. Thì chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 3 triệu 600. Nhưng mà anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng một chiếc TV với cái tầm giá như thế này thì có thể liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Thì bây giờ Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV cũng là 43 inch của hãng LG, nhưng mà về thiết kế và những cái tính năng nó sẽ được cao hơn một chút, và mời mọi người cùng Việt trải nghiệm cái chiếc TV đây nhé. Và đây là chiếc TV tiếp theo mà Việt muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người. Chiếc này thì có model là 43UK540. Chiếc này thì về ngoại hình cũng như là về tính năng thì nó sẽ đầy đủ hơn. Nhưng mọi người có thể thấy ở đây thì chiếc này sẽ có điều khiển chuột bay, tìm kiếm giọng nói. Ngoài ra nó còn có kết nối Bluetooth này và chia sẻ màn hình điện thoại lên TV. Và một chiếc TV mà có khung viền bằng thép thì được rất nhiều anh chị thích, bởi vì nó sẽ có một cái sự sang trọng hơn. Đấy, thì chiếc này nó có một cái thiết kế là khung viền bằng thép mà màu ghi, nhìn cũng rất là đẹp. Ở đây thì nó còn bọc ni lông, cho nên nếu như mà anh chị nào mà mua chiếc này về thì bóc ra còn khá là mới. Và ở đây thì chân đê của nó cũng được mả màu ghi, chân đê chữ V hai bên. Thì sẽ quay một chút về mặt lưng sau nữa. Thì chiếc này được thiết kế hoàn toàn nạt mặt lưng sau thì bằng kim loại luôn, mọi người có thể nghe và thấy rõ ở đây, hoàn toàn bằng kim loại màu ghi.
một cái màu đồng nhất trên chiếc tivi này. Và ở sau bên này thì nó sẽ có một số cổng HDMI và cổng USB. Còn ở sau này thì nó thiết kế thêm một số cổng như là cổng AV nữa. Đấy, thì ở trên này thì nó đầy đủ tính năng hơn như tìm kiếm giọng nói. Còn về một số ứng dụng thì nó hoàn toàn giống như chiếc tivi lúc nãy Việt vừa giới thiệu đến với tất cả mọi người. Thì trên chiếc tivi này nó cũng sẽ có là YouTube, TV360 và MyTV là một số ứng dụng để chúng ta có thể là xem những cái kênh truyền hình cũng như là video hàng ngày. Giờ thì Việt sẽ test cái điều khiển này trên chiếc tivi này nhé. Mở YouTube. Đây là kết quả tìm kiếm trên chiếc tivi này. Nhưng mà anh chị nào mà cần một chiếc tivi về để chúng ta hát karaoke thì khá là hợp lý. Đấy, tìm ngay ra karaoke luôn. Đây, người đợi một chút nhé. Đây là YouTube này. Đấy, thì nếu như anh chị nào mà thường xuyên hát karaoke thì có thể là lựa chọn những chiếc tivi như thế này. Có tìm kiếm giọng nói thì chúng ta có thể là tìm kiếm nhanh hơn và tiện hơn những cái bài hát để chúng ta muốn xem. Đấy, thì cũng là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời. Mọi người hãy đợi một chút xong qua tại video quảng cáo thì chúng ta có thể là trải nghiệm đồng thời cái hình ảnh cũng như là chất lượng âm thanh trên chiếc tivi này rồi. Thì trên này thì nó sẽ có một cái điểm rất là nổi bật là cái khung viền là bằng thép và cái tốc độ wifi, tốc độ truyền của trên chiếc tivi này cũng khá là nhanh. Đây là đấy, thì bây giờ thì Việt sẽ mở một cái video 4K đi để chúng ta có thể là trải nghiệm cho nó được hoàn hảo hơn. Đấy, thì đây là cái chất lượng hình ảnh trên chiếc tivi này, mời mọi người cùng Việt trải nghiệm. Chiếc này thì nó sẽ có một cái độ sáng nhỉnh hơn một chút. Và đây là cái khung viền của chiếc tivi này. Ở đây là chính giữa đây là có một cái logo của LG, khung viền bằng thép. Rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Rồi. Ngoài ra thì chiếc này nó còn có thể xem và có thể xem những kênh truyền hình qua TV360. Thì mọi người chỉ cần đăng nhập số điện thoại của anh chị vào thì chúng ta có thể xem miễn phí trong vòng là 6 tháng. Thì hết 6 tháng thì chúng ta có thể chuyển qua số điện thoại khác, có thể xem tiếp. Rất là hay. Đó là một cái mẹo để chúng ta có thể là xem những cái kênh truyền hình miễn phí trên những chiếc TV này. Bởi vì hầu hết những cái ứng dụng có cho chúng ta xem miễn phí 6 tháng. Còn nếu như mà anh chị nào mà muốn kết nối Bluetooth âm thanh qua những cái bộ thiết bị âm thanh khác thì chúng ta có thể là vào phần cài đặt và đầu ra âm thanh. Ở đây mọi người có thể là vào phần cài đặt tất cả đi. Mọi người đợi Việt chút nhé. Đây. Mọi người hãy vào phần cài đặt tất cả. Và sau đó chúng ta sẽ vào cái phần âm thanh ở đây. Đấy. Qua phần đầu ra âm thanh và ở đây nó sẽ có chọn thiết bị. Đấy, chọn thiết bị thì cái chiếc tivi nó sẽ chọn một số thiết bị xung quanh chiếc tivi. Thì nếu như anh chị nào mà cần để chúng ta kết nối những cái bộ loa kẹo kẹo để hát karaoke thì chiếc này cũng khá là hợp lý. Thì chiếc này hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 4.200.000 kèm điều khiển giọng nói. Thì nếu như mà anh chị nào mà yêu thích chiếc tivi này thì có thể liên hệ với Việt để được Việt tư vấn và gửi hàng nhé. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc tivi tiếp theo của hãng Sony, một chiếc tivi có model là 43X8000E, cũng có một cái thiết kế khá là đẹp và đầy đủ tính năng như tìm kiếm giọng nói, chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi. Mời mọi người cùng Việt trải nghiệm chiếc tivi đây nhé. Đây là chiếc tivi cuối cùng ở trong video ngày hôm nay mà Việt sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người. Chiếc này thì có model là 43X8000E của hãng Sony. Chiếc này thì nó có một cái thiết kế rất là đẹp, rất là chắc chắn. Và trên chiếc tivi này thì Việt đã thay màn hình mới rồi. Và chiếc này thì sẽ có độ phân giải màn hình là 4K, tần số quét lên tới 60Hz. Và có đầy đủ những cái tính năng như là tìm kiếm giọng nói này, kết nối Bluetooth. Và có hệ điều hành Android 9.0 để chúng ta có thể tải thêm những trò chơi hoặc là những ứng dụng khác về chiếc tivi này. Thì chiếc này nó sẽ có một cái thiết kế khung viền bằng kim loại rất là đẹp mắt và vuông vắn. Đây mọi người có thể thấy qua tại video của Việt thì chiếc này nó có một cái thiết kế cái khung viền bằng kim loại và một nửa ở trên này nó sẽ được thiết kế rất là mỏng. Và mặt rơi chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế những cái lưới tản nhiệt ở sau này giúp cho chiếc tivi nó sẽ được tản nhiệt tốt hơn.
Và ở bên cạnh đây thì nó cũng được thiết kế một số cổng HDMI và USB để chúng ta có thể là truyền tải hình ảnh từ các thiết bị khác qua chiếc TV để chúng ta có thể xem. Và ở đây thì nó sẽ có một cái logo chính giữa của Sony ở đây, và trên đây là cái chân D của nó. Nếu như mà anh chị nào mà có một cái phòng phòng nhỏ vừa đủ thì chúng ta có thể là mua chiếc này về để phòng khách cũng khá là đẹp, với một cái thiết kế vuông vắn nhìn rất là sang trọng. Và ở đây là cái giao diện của chiếc TV này, thì mọi người có thể thấy đây là một cái giao diện rất quen thuộc trên những cái dòng TV Sony của Android. Và đây là cái cửa hàng của chiếc TV này, thì chúng ta có thể là vào đây có thể tải thêm một số ứng dụng về để chúng ta có thể là trải nghiệm, như ở đây nó sẽ có TikTok này, V1 này, YouTube Kids này. Nên như mà anh chị nào mà có con nhỏ đang trong kỳ nghỉ hè và với đủ tuổi từ 2, 3 tuổi đến 8 tuổi, 9 tuổi, thì chúng ta có thể là tải cái YouTube Kids này về để cho các bé xem, tránh những cái trường hợp mà các bé có thể là tiếp cận những cái video mà có hành động bạo lực hay là một số hình ảnh mà không phù hợp với lứa tuổi. Còn cái V1 này thì cái ứng dụng V1 này thì cho chúng ta xem những cái kênh truyền hình cũng như là những bộ phim trên cái ứng dụng này rất là hay. Cũng như là ở đây thì nó sẽ có một số trò chơi game để chúng ta có thể tải về cũng rất là hay. Nên nhưng mà gia đình nào mà có anh chị có con nhỏ thì chúng ta có thể tải những cái trò chơi giải trí vừa tầm như này để các bé có thể là giải trí một cách xa màn hình, giúp mắt của các bé có thể là khỏe hơn và không bị cận thị. Đấy, bây giờ thì Việt sẽ mở một cái video 4K nhé. Video 4K. Mở YouTube. Đấy, đây là cái kết quả tìm kiếm trên chiếc TV này. Thì những cái dòng TV Android thì nó có một kết quả tìm kiếm rất là nhanh. Rồi bây giờ thì Việt sẽ cùng mọi người trải nghiệm một chút về âm thanh cũng như là đồng thời cái hình ảnh trên chiếc TV này. Thì trên chiếc TV này thì Việt đánh giá khá là cao về cái chất lượng hình ảnh, bởi vì Sony thì nó cũng top đầu về cái chất lượng hình ảnh rồi. Thì mọi người có thể thấy ở qua cái video của Việt thì cái màu sắc cũng như là độ sáng trên chiếc TV này rất là vừa phải, rất là nét, cho nên là cũng là một điểm mạnh trên những chiếc TV của hãng Sony rồi. Nhưng mà đổi ngược lại thì cái giá thành của những chiếc TV của Sony thì nó sẽ cao hơn một chút. Đấy. Còn về âm thanh thì Việt đánh giá không cao trên những chiếc TV như thế này, bởi vì trên những dòng TV Sony thì nó sẽ có một cái chất lượng âm thanh chỉ nghe nhạc trữ tình hay nhạc vàng thì nó sẽ hay hơn. Rồi, thì ngoài ra thì chúng ta có thể là xem kênh truyền hình thông qua những ứng dụng như là My TV hay là TV 360. Mọi người có thể là vào cái phần cửa hàng này tải thêm, thì hiện tại Việt chưa tải cái ứng dụng đấy về. Còn dưới này thì nó cũng có một số ứng dụng để chúng ta có thể là xem ở trên này luôn, như Netflix đấy, cũng rất nhiều những ứng dụng mà chúng ta chưa có thể là trải nghiệm được hết được đấy. Chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 4.600.000 kèm điều khiển giọng nói. Nên nhưng mà anh chị nào mà yêu thích chiếc TV này thì có thể liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Thì nếu như mà anh chị nào có những cái thắc mắc cài đặt hay là những cái chế độ cài đặt gì mà chưa hiểu thì có thể liên hệ với Việt để được Việt giúp đỡ, hoặc là hãy cho Việt những cái lời comment ở bên dưới phần bình luận để Việt có thể là tiện trả lời anh chị ở dưới đây luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem cái video ngày hôm nay mà Việt giới thiệu. Thì nếu như mà anh chị nào mà yêu thích một trong những chiếc TV ngày hôm nay của Việt thì có thể là liên hệ với Việt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người ở trong những cái video tiếp theo của Việt.